Kính thưa chủ tọa phiên họp, kính thưa Quốc hội. Về cơ bản, tôi nhất trí với những tiếp thu chỉnh sửa của dự thảo luật trình Quốc hội lần này. Tuy nhiên, bên cạnh đó thì tôi có xin có thêm một số ý kiến góp ý để hoàn thiện dự thảo luật. Thứ nhất là về việc thành lập và hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân. Tại dự thảo lần này, Ban Thanh tra Nhân dân được quy định thành lập ở các xã, phường, thị trấn, các cơ quan đơn vị và các tổ chức sử dụng lao động khác. Xét theo chức năng nhiệm vụ của Ban Thanh tra Nhân dân thì việc mở rộng phạm vi các đơn vị tổ chức phải thành lập Ban Thanh tra Nhân dân đã có nhiều mặt tích cực, góp phần nâng cao việc thực hiện dân chủ ở cơ sở, đảm bảo quyền lợi của nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Tuy nhiên, tại luật Thanh tra 2010 cũng đã có quy định về việc thành lập Ban Thanh tra Nhân dân ở các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các doanh nghiệp nhà nước. Nhưng thực tế cho thấy nhiều cơ quan tổ chức không thành lập Ban Thanh tra Nhân dân theo quy định của luật Thanh tra 2010. Nhiều đơn vị có thành lập Ban Thanh tra Nhân dân thì hoạt động còn mang tính hình thức và chưa thực sự được chú trọng. Vì vậy, để đảm bảo các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện thành lập và duy trì hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân theo đúng quy định và phát huy được các chức năng, trách nhiệm, quyền hạn của Ban Thanh tra Nhân dân theo luật định, tôi đề nghị cần quy định cơ chế chế tài để các đơn vị tổ chức phải tuân thủ, thực hiện. Khắc phục tình trạng nhiều cơ quan tổ chức không có Ban Thanh tra Nhân dân theo quy định như hiện nay, đặc biệt là khi dự thảo đã mở rộng phạm vi thành lập Ban Thanh tra Nhân dân đến các tổ chức sử dụng lao động ngoài nhà nước. Thứ hai là về kinh phí hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân. Dự thảo luật đã quy định kinh phí hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, phường, thị trấn hỗ trợ đối với Ban Thanh tra Nhân dân xã, phường, thị trấn và do Ban Chấp hành Công đoàn hỗ trợ đối với Ban Thanh tra Nhân dân ở các cơ quan, đơn vị, tổ chức sử dụng lao động. Tuy nhiên, hiện nay kinh phí hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân tại các cơ sở hầu như rất hạn chế và không đủ để hoạt động. Vì vậy, có thể xem xét quy định mức kinh phí tối thiểu phải bố trí cho Ban Thanh tra Nhân dân đối với Ban Thanh tra Nhân dân ở xã, phường, thị trấn và tỷ lệ phần trăm kinh phí bố trí cho hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân trong tổng kinh phí của công đoàn cơ sở. Bên cạnh đó, tôi đề nghị thay cụm từ hỗ trợ kinh phí hoạt động cho Ban Thanh tra Nhân dân bằng cụm từ bố trí kinh phí hoạt động cho Ban Thanh tra Nhân dân tại các điều luật quy định về nội dung này như điểm D khoản 2 điều 63, điểm E khoản 2 điều 40, điểm D khoản 2 điều 82. Để thể hiện tính trách nhiệm trong việc dành một phần kinh phí hoạt động cho Ban Thanh tra Nhân dân của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, phường, thị trấn và Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở. Thứ ba là về nhiệm kỳ của Ban Thanh tra Nhân dân. Tại khoản 2 điều 60 về tổ chức Ban Thanh tra Nhân dân ở cơ quan, đơn vị, khoản 3 điều 79 về tổ chức Ban Thanh tra Nhân dân ở tổ chức có sử dụng lao động, quy định nhiệm kỳ của Ban Thanh tra Nhân dân là 2 năm. Tuy nhiên, để thuận lợi trong hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân, tôi đề nghị sửa đổi tương tự như quy định tại khoản 2 điều 36 về tổ chức Ban Thanh tra Nhân dân ở xã, phường, thị trấn theo nhiệm kỳ của trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố trên cùng địa bàn. Theo đó, sửa đổi thành nhiệm kỳ của Ban Thanh tra Nhân dân tại cơ quan, đơn vị, tổ chức có sử dụng lao động theo nhiệm kỳ của Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở. Thứ tư là về đại diện hộ gia đình tham dự cuộc họp của thôn, tổ dân phố. Tại khoản 2, điều 18, dự thảo có quy định đại diện hộ gia đình là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có khả năng đại diện được cho các thành viên hộ gia đình. Trường hợp hộ gia đình không có người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, thì đại diện hộ gia đình là người được các thành viên hộ gia đình thống nhất đề cử hoặc ủy nhiệm. Tuy nhiên, trong trường hợp hộ gia đình đã không có người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, thì những người trong gia đình đó không thể có đủ năng lực để thống nhất đề cử hoặc ủy nhiệm cho một đại diện hộ gia đình. Và nếu có thống nhất được, thì việc thống nhất đó cũng không thể đảm bảo tính tự nguyện, vì các thành viên thống nhất đều không ở trạng thái có đầy đủ nhận thức. Do đó, tôi đề nghị ban soạn thảo xem xét và bỏ quy định này ra khỏi dự thảo. Tôi xin hết ý kiến. Xin trân trọng cảm ơn Quốc hội.